Ngày mới em xanh mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem nghề lặn đêm săn bắt hải sản. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi cùng với Bi Thắm. Bi Thắm thì đang rót dầu cả nha. Hôm nay tụi em sẽ chạy ra những hòn đảo phía xa ngoài kia để mà săn bắt. Từ đây ra ngồi đó cũng khoảng tầm bê lý cả nha. Bây giờ cũng khoảng 5 giờ rồi, tụi em chạy ra tới chỗ chắc khoảng gần 6 giờ. Thì mấy bữa nay em cũng không có đi lặn đêm, tại vì trời cứ buổi chiều thì nó làm giông rất là săn luôn. Nên hôm nay trời nó êm lại thì em bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Xong chưa em? Trời thì cũng đã tối rồi cả nha. Giờ em cũng chuẩn bị lặn thôi. Mức nước hôm nay em lặn tầm khoảng 3 sải tay thôi. Nước cũng rất là cạn. Vừa nhảy xuống một tí để thay đáy rồi này. Xuống tới đáy thì em thấy nước cũng khá là trong cả nha. Nước trong như thế này săn bắt hải sản rất là thích luôn nha. Giờ em cũng mời cả nhà cùng đi khám phá về săn bắt hải sản nha. Vừa xuống thì em có gặp được một con cá bò hồn. Cá bò hồn này nướng ăn cũng rất là ngon cả nhà. Con này em bắt về nướng hoặc là nấu chua nha. Phía trước là một con sà biển. Sà biển này cũng rất là đẹp. Nhưng em thì không có bắt loại này nha. Vừa quán sẵn là em đã gặp được một con ỉ xanh rồi này. Con này em nhìn từ xe là em đã biết ỉ lò bê rồi cả nha. Cỡ này chỉ được 150 ngàn một ký thôi. Thì ban đêm cũng rất là vàng, bắt rất là dễ luôn. Cỡ này em không có buộc nha. Phía trước có một loại hải quỳ rất là đẹp luôn cả nha. Loại này mình chọc một tí thì nó sẽ chui xuống đất thôi. Đây này, thân của nó rất là to luôn.
đó. Nó chui xuống như một con cá trình vậy á. Phía trước em có gặp được một con hầu hươu. Đây. À, phía trước em có gặp được một con cá ngát. Cá ngát thường nó đi lón thôi cả nhà. Nhưng những con đi lỉ như thế này thường là cá to thôi. Đó. Rồi. Cá này về nấu chua hoặc kho tiêu ăn à. Khỏi phải nói luôn. Rất là ngon cả nhà. Phía trước là một con cá dìa bông. Cá này cũng còn hơi nhỏ nha. Cá này tầm khoảng 7 đến 80 ngàn một ký thôi. Ở đây em có gặp được một con cá kình. Cá kình này chỗ của em còn gọi là kình trắng cả nha. Cá này ăn rất là ngon luôn. Cá này cũng tầm khoảng 7 đến 80 ngàn một ký. Phía trước là một con cá rạng. Cá này em chỉa về để ăn thôi. Những con cá rạng cũng rất là tanh nên người ta cũng ít mua lắm. Em lại gặp được một con cá kình trắng nữa này. Cá kình này ban đêm ngủ rất là dễ chĩa luôn. Nó cũng như cá dừa bông thôi. Ủa. Cái này nó bị đơ rồi, em bắt tay cũng được. Ủa. Phía trước là một con bạch tuộc cát. Bạch tuộc này khoảng từ 7 đến 90 ngàn một ký thôi. Lớn hơn thì khoảng 120. Phía trước em có gặp được một con cá ghê này. Cá ghê này rất là đẹp luôn cả nhà. Nó như một con bướm bướm luôn. Đây này. Đó, rất là đẹp luôn. Hai cánh nó rất là to. Cá này ăn thịt rất là ngon luôn. Ăn thịt nó dai lắm. Wow, phía trước em có gặp được một con ghì xanh rất là to luôn. Đây nè. Con này phải tầm một gang tay của em cả nhà. Con này chắc rơi vào lò 2 rồi. Cỡ này khoảng 270-280 ngàn một ký. Mấy bữa trước thì cũng được 300 đến 350. Nhưng nay nó cũng giảm rồi cả nhà. Ở đây có một con hầu sữa rất là to luôn. Những con hầu này là những con hầu sót thôi cả nhà. Chứ ở đây hiếm có những con hầu này lắm. Những con này bắt về chớ mì ăn rất là đẻ luôn. Phía trước là một con hầu rạng. Hầu này có tới 2 cái còi, ăn rất là thơm. Rồi.
thường những con này bám cũng rất là cứng. Nó trông như một hòn rạn san hô thôi cả nhà. Rồi, em chĩa được một con cá lao. Cá lao này thịt rất là nhiều luôn. Nhưng cá này giá nó rỉ lắm. Giá nó tầm khoảng 5 đến 60 ngàn một ký thôi. Từ xe em lại phát hiện ra được một con gì xanh nữa này. Ồ, con này rơi vào lỗ B rồi cả nhà. Tại vì nó có một cái càng thôi. Cỡ này mà chỉ 150 ngàn một ký rất là tuyệt luôn. Đây này. Vậy thì ban đêm nó ít cắn nhau lắm. Nên mình không có cần buộc đâu. Wow, ở đây em có gặp một đám rong nho luôn cả nhà. Wow, rất là nhiều luôn. Đây này. Loại rong này ăn rất là mát nha. Nhìn rất là đẻ luôn. Nhưng em chỉ quay cho cô chú anh chị xem thôi chứ em không có hái loại này nha. Quá là nhiều luôn cả nhà ơi. Xanh hết luôn. Em lại gặp được một con cá dừa bông nữa nè. Cá dừa ban đêm thì nó thường nằm ngoài trống như thế này thôi. Trước là một con cá bò nhám. Cái này ban đêm dựa theo những đám rong như thế này để mà ngủ thôi cả nhà. Ôi, con cá này cũng còn rất là lanh luôn. Ồ, ở đây em có gặp được một con hải sâm nè. Rất là may luôn. Nhờ phát hiện con cá bò nhám mà mới gặp được luôn á. Loại này em bắt nhiều thì bán, còn ít ít thì em để dành chế biến ăn luôn cả nhà. Loại này ăn rất là mát luôn. Ôi, lại là một con gì xanh nữa này. Ôi, em bắt tới đây là được 4-5 con rồi. Con này chắc rơi vào loại B, loại 4 gì rồi cả nhà. Con này hơi nhỏ này. Chắc loại 4 rồi. Cỡ này khoảng 80 ngàn một ký thôi. Quá là rỉ luôn. Phía trước là một con ngọc trai. Ngọc trai này ăn cũng rất là ngon. Ăn đôi khi có viên ngọc nhỏ nhỏ ở bên trong luôn cả nhà. Phía trước em lại gặp được một con gì xanh nè. Ồ, có một con sò mai nữa. Gì này là gì mái cả nhà. Ồ, em đã đụng phải buồng trứng của nó rồi. Những con trứng to như thế này thì em để cho nó sanh sản nha. Đây là những con sò mai thuốc, em bắt để lấy còi thôi cả nhà. Ôi, phía trước em lại gặp được một con gì xanh nữa nè.
Ghi này lại rơi vào loại B rồi cả nhà. Loại B thì nó được khoảng 150-160 ngàn một ký. Còn nếu mà rớt xuống loại 4 thì khoảng 80 ngàn thôi nha. Phía trước là một con hầu hương. Hầu hương này giá cũng rỉ rồi cả nha. Tại vì cái mùa này nó rất là ốp luôn. Nó không được như mùa đông nha. Giá ruột này khoảng 200 ngàn một ký thôi. Wow, phía trước em lại gặp được một con gỉ xanh nữa này. Ôi, con này lại rơi vào lỗ B nữa rồi. Nãy giờ đa phần em bắt toàn là gỉ lỗ B thôi cả nha. Chứ lỗ 2, lỗ 1 thì cũng hiếm lắm. Ở đây em lại gặp được một con bạch tuộc nè. Bạch tuộc này bắt tay cũng được, nhưng bỏ vào vợt một tí nó lại bò mất thôi cả nha. Nên em chỉ cho nó khỏi bò. Con này sống dai lắm. Phía trước là một con hầu hương rồi. Con này cũng trung thôi. Không, ở đây có một con cua cụm. Cụm này chỗ của em còn gọi là cụm đen cả nha. Cụm này giá cũng rất là rẻ, khoảng 30 ngàn một ký thôi. Ở đây em lặn đa dạng lắm cả nhà. Gặp con gì em cũng bắt hết á. Tại vì chỗ em nó không có nhiều, nên em bắt con này một ít, con kia một ít gom lại để kiếm bữa cơm thôi. Phía trước là một con sò điêu. Wow, con này rất là to luôn á. Những con này cày rất là khó luôn, tại vì nó bám rất là cứng. Sò này đa phần đem về nướng ăn rất là ngon luôn. Nó rất là dai. Rồi. Đây cả nhà. Nó rất là to luôn. Cỡ này chỗ của em mua tầm khoảng 40 ngàn một ký thôi. Bây giờ em cũng chuẩn bị lên trên ghe rồi cả nhà. Em cũng mời cả nhà cùng lên xem hải sản em săn bắt đêm nay nha. Hiện tại bây giờ ghi em cũng đang tranh thủ chạy về cả nhà. Giờ nó cũng đang lành dông rất là săn luôn. Ghi em cũng rất là nhỏ nên chạy về cho nó kịp. Đi thắm thì đang cột ghị. Hôm nay em săn bắt cũng được hết bao nhiêu sò mai đây này. Và một mớ ghị ké. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi hết video này nha. Giờ em và bị thắm cũng chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo mọi người nha. Giờ thì em cũng bye bye mọi người.